Xin chào quý khán giả thân yêu của đài truyền hình Khải Đăng Ô Tô. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán giới thiệu bán hàng về ô tô của em Khải Đăng ở Hải Phòng. Năm nay em trên 18 cộng. Em chuyên mua bán trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ. Địa chỉ Hà Nội Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Rất vui ngày hôm nay quay trở lại mọi người trong một chiếc xe mới về bên em. Mỗi xe bên em về thì em sẽ lên sóng báo giá sớm nhất có thể cho bà con cô bác. Chính vì vậy bà con cô bác, anh chị em nào mà xem video này mà chưa đăng ký kênh giúp Khải Đăng thì có thể ấn nút đăng ký kênh, chia sẻ cũng như là ấn nút thích để động lực cho Khải Đăng Ô Tô mỗi ngày lên một sóng được nhiều xe nhiều hơn, nói nó trơn tru hơn để cho mọi người xem nó cũng vui hơn, funny hơn. Thì ngày hôm nay em đang có về một mẫu xe gia đình các bác nhé, đời 2016, chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ, biển một chủ từ mới, biển Quảng Ninh. Xe gia đình đi chuẩn của mấy vạn thôi các bác nhé. Xe rất là đẹp, màu trắng, đẹp đẽ, mượt mà, cam kết không đâm xô, tai nạn ngập nước. Đó. Sơn màu trắng rất là đẹp, ngọc trinh nhé. Xe gia đình các bác nhé. Xe gia đình số sàn và đời 2016, bên em đang chào bán mức giá là 258 triệu đồng. Một chủ từ đầu. Đấy. Máy số zin, thân vỏ zin, không đâm va, tai nạn. Đấy. Bản đủ thì nó có khác bản thiếu ở cái gì? Thì phiên bản đủ thì nó có trang bị túi khí, phanh ABS, na răng đúc, nguyên bản theo xe. Đấy, có đề lộ start top, có gương kính chỉnh điện, xi nhan gương tích hợp. Đấy, có khóa khiển thông minh. Có khóa khiển bằng tay kia, bằng phím bấm ngoài cánh cửa kia. Và bốn bánh nó có nó có cái gì nhỉ? Bộ ABS bốn bánh thôi, cảm biến bốn bánh, đèn bi. Đấy. Bi gầm, bi trên, bi dưới kìa. Nó rất là đẹp. Không phải làm gì cả, tình trạng xe thì việc đổ xăng và chạy. Mỗi 100 km thì nó tiêu hao tầm khoảng 5,5 lít trên 100 km, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu trong cái phân khúc xe giá rẻ các bác nhé. Mẫu xe này là mẫu xe em thấy nó nhỏ gọn và tiết kiệm nhất, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ về nên độ dày tôn vỏ nó cũng rất là tốt hơn so với dòng xe ở trong nước sản xuất. Và cái tính chống mọt, chống mối của nó tốt hơn các bác nhé. Mối mọt thì nó không bị ảnh hưởng nhiều vì nó là dòng xe nhập khẩu và đăng kiểm tháng 10 năm 2022. Đó cũng là một những cái tiêu chí để cho bà con cô bác anh chị nào mà đến đây chiếc xe này cũng rất là lợi ích nhé. Đó, gương tự động cụp xòe, xi nhan gương tích hợp, rất là thông minh. Đó. Nước sơn màu trắng, xe không khoan đục, không dịch vụ, xe rất là đẹp nhé. Không có tay khoan đục taxi, còn người ta có chạy Grab hay không thì ở Quảng Ninh chắc không có Grab đâu. Nếu anh em mà biển Hà Nội hay Sài Gòn thì hai người hay chạy Grab là nhiều, không biết Quảng Ninh người ta có chạy Grab không. Chứ còn xe này thì rất là mới nhá, đi được mấy vạn thôi và máy số còn zin hết, xe đẹp. Thì anh em nào mà hỏi xe i10 không dịch vụ đây thì cái giá i10 không dịch vụ nó là đời 2016 nó là 258 triệu đồng, có hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc. Còn bọn em mua thì không tới ra đấy đâu, bọn em mua về bán mà. Nên là có lợi, có lãi là bọn em bán. Các bác nào liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô thì sẽ làm việc cụ thể. Anh em đến xem xe thì em sẽ có bớt cho các bác một chút gọi là nọc lá, đi lại, còn bao hồ sơ cho bà con cơ. Nên bà con, các bác, anh chị nào mà ưng chiếc xe này rồi thì cứ liên hệ trực tiếp với em Đăng để làm việc nhé. Xe đẹp, không lỗi nhỏ, sơn xi sạch sẽ, máy gầm chất, điều hòa mát, tôn vỏ zin, rồi thì máy zin, gầm bệ zin, không có đâm va tai nạn gì nặng. Đó, có sức sát bên ngoài thì người ta đã, sơn xi đã tỉa toát hết rồi, không còn làm gì cả. Tình trạng xe đổ xăng và chạy thôi. Nhập khẩu Ấn thì tôn vỏ nó cũng đẹp hơn và nó bền hơn. Đồ đạc của i10 thì phụ tùng thì rất là nhiều tại Việt Nam và thay thế rất là dễ. Đó. Với phiên bản số sàn động cơ 1.0 và nó có 3 máy thôi. Nên là cái trình tiết kiệm nhiên liệu của nó là tốt nhất thời điểm hiện tại. Tốt nhất thời điểm hiện tại nhé. Có những chiếc xe ngang bằng nó như Kia Morning, Chevrolet Spark hay là con này là 1.0, Kia Morning form mới nó là 1.25 rồi. Con này hiện tại đang là tiết kiệm nhất, nhưng mà cái nếu mà để mà so sánh thì 1.2 với 1.0 thì nó chỉ hơn nhau là chút thôi. Nhưng mà con 4 máy thì nó sẽ đỡ, nó khởi động nó sẽ tốt hơn so với con 1.3 máy. Nhưng không quan trọng các bác nhé, các bác có đi đua xe đâu mà cần đúng không ạ? Các bác có đi mua xe đâu mà cần cần cái loại mà nó bốc, nó đạp phát bốc ngay Ferrari đâu, đúng không? Thì cái dòng này thì là dòng xe gia đình và rất phù hợp cho chị em phụ nữ hoặc là anh em nào mà yêu thích cái tông màu trắng sáng, ngọc trinh. Đăng kiểm dài lắm các bác nhé. Đấy. Xe này thì nguyên một chủ từ đầu nên là anh em nhìn này, những cái gì mà cơ bản của người ta giữ lại thì vẫn còn nguyên hết nhé. Sách hướng dẫn này, sử dụng này, sách hướng dẫn nốt các thứ này, từ ngày bao nhiêu này, đầy đủ hết nhé. Một chủ từ mới mà người ta giữ hết những cái quyển sổ như này, là con km thay dầu các kiểu này. Đấy. Rồi Hyundai luôn, hướng dẫn sử dụng các kiểu này còn nguyên hết này, bằng 3 ngôn ngữ Thái hay cái gì đây, Ấn này, chữ Ấn này, chữ Việt, chữ tiếng Anh. Đó. Về Việt Nam thì nó sẽ cho mình thêm một tiếng Việt nữa.
đâu toàn tiếng Anh thôi, chẳng thấy tiếng Việt gì. Bản này xuất toàn quốc, toàn thế giới cơ mà. Đấy, rất là nhiều những cái ứng dụng hay là những cái gì nó còn nguyên bản thì còn nguyên các bác nhé. Đấy, củ số vô lăng này, chìa khóa khiển thông minh, màn hình Android, không khoan độc, không có đồng hồ tính tiền. 258 triệu đồng, đời 2016, đăng ký lần đầu 2017. Động cơ 1.0 số sàn. Và bên em có cam kết cho bà con về chất lượng nhé. Đầu 2017 mới lăn bánh, hiện tại mới đi được 3 năm thôi. Nên là chất lượng của xe thì em nghĩ nó rất là mới và đẹp. Xe được trang bị bộ áo ghế cực kỳ sạch sẽ và đẹp luôn, làm sang trọng chiếc xe. Đấy, chắc chân nỉ các thứ là zin hết các bác nhé. Zin đét đẹp luôn. Đấy, em quay từng cánh cho các bác nhìn này, keo chỉ cánh này, nguyên zin này. Đó. Cột keo nguyên zin nhé, nếu gãy cột nào tặng xe luôn. Đâm đụng ngập nước thì nó mới bị thôi, bình thường là đây các bác nhìn này. Cái màu trắng này thì ai mà giữ được xe thì nó sẽ rất là đẹp. Tại vì chăm rửa một chút, sắp tới thì khả năng ô tô sẽ triển khai cái chương trình bán máy rửa xe gia đình nhỏ nhỏ gọn gọn, phục vụ cho bà con các bác anh chị nào mà yêu thích Khải Đăng, muốn ủng hộ cho Khải Đăng ô tô mà giá cả rất là hợp lý, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Đăng qua số điện thoại 032 6062 789 nhé. Zin hết, xe zin lắm. Đây, nốt dự phòng này nhìn như mới các bác nhé. Đây, sơn lòng trong này zin mới 100%. Mới đi có 3-4 năm, 2017 lăn bánh giờ được 4 năm nhỉ, 3 năm chạy ngoài đường thôi. Mỗi năm thì anh em một ngày đi một 50 cây đi, thì một tháng đi 1.500, một năm đi một tầm 1.700.000, 4 năm thì tầm khuôn 6-7-8 vạn gì đấy là chuẩn. Chứ còn nhiều bà con cứ quan tâm cái vạn ấy không quan trọng đâu. Chẳng nghe em mua xe về bà con để đi để đắp chiếu à, đúng không? Mỗi con xe mà đi tầm 50 vạn thì sẽ phải làm máy các bác nhé. Hoặc là thổi gioăng, hoặc là bất kể cái lý do gì liên quan đến máy móc thì người ta mở máy là người ta làm là bình thường. Còn để mà làm bộ hơi thì chắc phải tầm 50 vạn mới làm được. Ông nào biết đi thì 70 vạn mới làm. Nên là xe cộ độ bền nó tốt lắm các bác nhé, không quan trọng đâu. Các bác cứ đến xem xe thì em sẽ tư vấn cho bà con kỹ hơn. Nhiều anh em mua xe cũ mà muốn chất lượng nó như mới thì nó cũng khó. Đấy. Mà chất lượng mà nó được là cái gì thì em cũng tư vấn cho bà con luôn là được 3 cái tiêu chí là bà con mua được. Không đâm đụng, không ngập nước. Đấy. Giấy tờ số khung số máy chuẩn theo xe, cam kết về pháp luật lâu dài. Mua ở cửa hàng uy tín, có trách nhiệm về sau, có hỗ trợ rút hồ sơ cho bà con khi bà con cần rút, hoặc là hỗ trợ rút hồ sơ luôn. Ngay cả sang tên đổi biển vẫn hỗ trợ cho bà con được với mức giá hai bên thỏa thuận. Và cái thứ ba là cái con người của mình, cái hiểu biết của mình về xe. Dần dần bà con mua xe về, bà con sẽ đi nhiều xe hơn, bà con sẽ biết được là mình nên làm gì cho cái xe nó đẹp hơn, nên chăm chút những cái gì, quan tâm đến những cái gì. Ví dụ như nước làm mát và dầu máy là hai quan trọng nhất khi chúng ta đi vận hành một chiếc xe các bác nhé. Xe trang bị đầy đủ túi khí phanh ABS các bác nhé. Có màn hình cam nùi này, màn hình cam nùi. Cam nùi đâu? Chấm gió à? Không có cam nùi. Cam nùi thì nó không thấy sáng các bác nhé. Thì có màn hình Android, các bác có thể nghe nhạc trực tuyến, hoặc là anh em úi rồi. Cái này là cái nhạc cũ của nó ở trong đài thôi. Còn anh em có thể vào YouTube này, 4G, cái này có 4G luôn nhé. Google này. Đây. Đây, anh em vào YouTube anh em có thể tìm kiếm Khả Năng Ô Tô nhé. Các bác nào tìm kiếm được Khả Năng Ô Tô thì anh em có thể đăng ký kênh giúp Khả Năng này. Anh em chỉ cần ấn chữ Khải Đăng này, xong rồi ấn chữ ô nữa, ô tô đi, xong rồi anh em tìm nhé. Cái này không biết có mạng không, anh em cứ thêm phép tìm luôn. À, nó ra kênh Khả Năng Ô Tô. Ừ, máy êm lắm, máy có thể êm luôn, điều hòa thử phát ra. Hiện tại cái 4G nó hơi kém tí, 4G nó kém, nó không hiển thị được. Thì anh em nào mà tìm được thì ấn đăng ký kênh giúp Khải Đăng. Và chúng ta cùng quan tâm đến phần khoang máy động cơ thì chúng ta cùng ra ngoài kiểm tra cái phần khoang máy xem tình trạng máy móc nó hoạt động ra làm sao, có êm hay không. Con này thì bao êm bao chất cho các bác nhé. Bao êm bao chất luôn. Về vận hành thì khỏi phải nghĩ luôn nhé. Cái phần khoang máy thì em cam kết cho các bà con là máy zin. Đấy. Chưa có làm máy, máy rất là khô roang sạch sẽ. Nhưng hiện tại thì chưa có vệ sinh khoang máy các bạn. Bây giờ xe rất là hiếm, về phát là quay luôn như này. Thực ra cái vệ sinh thì không quan trọng đâu các bác nhé. Các bác cứ đừng quan trọng quá cái vệ sinh khoang máy. Đây này, chỗ này nó hơi sất sất tí chỉ đây.
mọi người nhé. Đây đấy, đầu đằng sắt xi đây nguyên đây, đèn các thứ này, đèn bi được độ lên này. Nhiều anh em cứ quan tâm cái vệ sinh khoang máy, nhìn nó sướng thì nó chỉ sướng mắt thôi, không giải quyết gì cả. Quan trọng là cái chất máy của nó là ngon, máy còn zin đẹp là được. Đây nhé, đèn bi xi lông nó hỗ trợ ban đêm đi rất là sáng. Rồi, như vậy em đang vừa review cho mọi người xong mẫu xe mới về bên em với mức giá 258 triệu đồng đời 2016, xe gia đình không taxi, xe đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người, có clip tiếp theo.